Vâng, xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các câu lạc bộ đã về dự đêm liên hoan văn nghệ mừng ngày phụ nữ 20 tháng 10 do câu lạc bộ trung tâm tổ chức trong buổi tối ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép những người thực hiện chương trình trong buổi tối ngày hôm nay xin gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các câu lạc bộ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho đêm giao lưu của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, hôm nay trong ngày đầu thu với cái thời tiết se se này để chào đón ngày phụ nữ trọng đại ngày 20 tháng 10, ngày mà cả nước đang hưởng tới những bông hoa xinh đẹp và những người phụ nữ xinh đẹp của chúng ta. Mà hôm nay đây, chúng ta, mỗi người phụ nữ đang hiện diện trong sân khấu này đều là những bông hoa tỏa hương, đem nguồn vui ấm áp tới mọi gia đình. Hôm nay, chúng ta không chỉ kỷ niệm một ngày đặc biệt, mà còn là tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa của người phụ nữ Việt Nam. Họ là những bông hoa quý giá, không chỉ tỏa hương trong gia đình, mà còn lan tỏa hương sắc tới khắp mọi miền tổ quốc. Trong không khí ấm áp và tràn đầy tình thương yêu này, tôi xin gửi tới tất cả các chị em phụ nữ, những người mẹ, người chị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Về dự với đêm giao lưu tối nay, ban tổ chức xin trân trọng được giới thiệu, xin nhiệt liệt được chào mừng câu lạc bộ trung tâm xã Hoàn Long, xin nhiệt liệt được chào mừng câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Đại Hạnh, xin chào mừng câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Trấn Đông, xin chào mừng câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Ngân Hạnh, xin chào mừng câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Hòa Mục, xin chào mừng câu lạc bộ khiêu vũ thể thao thôn Đại Hạnh, xin chào mừng câu lạc bộ Ánh Mai Vàng, xin chào mừng câu lạc bộ Niềm Tin, xin chào mừng câu lạc bộ Ánh Sao Hòa Mục. Đề nghị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để đón chào 9 câu lạc bộ của chúng ta có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, đến dự với đêm giao lưu hôm nay, chúng ta không những dành cho nhau thật nhiều tình cảm, mà các câu lạc bộ còn dành cho nhau những tình cảm được thể hiện qua những bó hoa tươi thắm và phần quà ý nghĩa. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu đại diện câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Đại Hạnh. Chúng ta có bó hoa và phần quà nên chúc mừng câu lạc bộ trung tâm. Ban tổ chức xin trân trọng và kính mời bà Nguyễn Thị Sen, chủ nhiệm câu lạc bộ trung tâm, lên sân khấu để nhận hoa và quà. Xin mời hai bà đứng ra giữa sân khấu để chụp ảnh ạ. Vâng, đề nghị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để cảm ơn câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Đại Hạnh ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ạ. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại diện câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Ngân Hạnh nên tặng hoa và quà cho câu lạc bộ trung tâm. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Sen, chúng ta hãy nán lại sân khấu để chúng ta nhận những phần quà ý nghĩa nhất của các câu lạc bộ dành cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để cảm ơn câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Ngân Hạnh ạ. Vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều ạ. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại diện câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Hòa Mục nên tặng hoa và quà cho câu lạc bộ trung tâm ạ. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Hòa Mục của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều ạ. Ban tổ chức tiếp theo xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ khiêu vũ thể thao thôn Đại Hạnh có hoa và quà lên chúc mừng câu lạc bộ trung tâm trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng và kính mời ạ. Thank you.
Trấn Đông tên tặng hoa và quà cho câu lạc bộ trung tâm trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Kính mời cậu đại diện của câu lạc bộ Ánh Sao Hòa Mục, chúng ta nên tặng hoa và quà cho câu lạc bộ trung tâm trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, thì chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để cảm ơn câu lạc bộ Ánh Sao Hòa Mục ạ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, vừa rồi chúng ta đón nhận được rất là nhiều các tình cảm của các câu lạc bộ rồi. Sau đây ban tổ chức tiếp theo xin trân trọng giới thiệu cho chị Hoàn Vê Hòa Mục có đã hoa tươi thắm và phần quà ý nghĩa lên tặng câu lạc bộ trung tâm trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng giới thiệu các chị lên tặng hoa và quà cho câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, đây thì chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các bà, các cô, các chị trong buổi tối ngày hôm nay tặng cho chương trình một nắng hoa rất là tuyệt vời và đẹp ạ. Vâng, xin cảm ơn các bà, các chị rất là nhiều ạ. Vâng, một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn những tình cảm của các câu lạc bộ đã dành cho câu lạc bộ trung tâm trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị đại biểu khách quý, để lưu lại được những tấm hình đẹp nhất, và sau đây là chúng ta sẽ mời đại diện của tất cả các câu lạc bộ và câu lạc bộ Tô Chị Hoàn, chúng ta sẽ trở lại sân khấu để chúng ta chụp tấm hình lưu niệm và đẹp nhất. Vâng, tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Người Cao Tuổi thôn Trấn Đông, chúng ta có hoa và quà nên tặng câu lạc bộ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Sen, chúng ta hãy hiện diện ra sân khấu để chúng ta nhận hoa và quà của câu lạc bộ Người Cao Tuổi thôn Trấn Đông trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vào đây thì chúng ta hãy đổi một tràng pháo tay để cảm ơn câu lạc bộ Người Cao Tuổi thôn Trấn Đông ạ. Vâng, và xin mời bà đứng nán lại sân khấu và mời tất cả đại diện chủ nhiệm câu lạc bộ chúng ta hãy trở lại sân khấu để chúng ta chụp một tấm hình lưu niệm làm kỷ niệm ạ. Rồi xin mời các bà, chúng ta cười tươi nhá. Thế ôm đi chị, khi bà mới bắt đầu phương xa, từ phương xa hải, thương đà hạ xuân. Rồi, xin trân trọng cảm ơn các bà.